Bạch sư cho con hỏi, do con bị viêm mũi dị ứng nên vào chùa thường sổ mũi ngạt mũi. Nếu con vừa ngồi thiền, đi thiền mà đeo khẩu trang thì có nên không? Khi đeo khẩu trang thì con sẽ dễ nhận biết hơi thở vào, hơi thở ra hơn là dùng ngón tay cảm nhận. Bình thường nha, nếu như mà mình do bệnh duyên thì hoàn toàn có thể đeo khẩu trang, không có vấn đề gì cả. Có những vị khi mà ngồi thiền vào cái mùa lạnh bị viêm xoang, nước mũi chảy ròng ròng thì các vị, có vị là để cái khăn ở phía trước hành thiền, nước mũi nó cứ chảy, thì nó cứ chảy thôi, chứ giờ mình đâu làm cách nào được. Tại vì thân thì có bệnh, nhưng mà mình thích nghi được với nó thì nó cứ bệnh, mà mình hành thiền mình vẫn hành thiền. Như ngày hôm qua sư kể đó, vị tỷ kheo cọp ăn còn hành thiền được mà. Mình nước mũi chảy thì có là cái gì đâu.